Xin chào tất cả các bạn, tôi xin được trình bày bài Các bệnh lý hay gặp của bàng quang. Trước tiên tôi xin trình bày một số bất thường bẩm sinh của bàng quang, gồm có hình ảnh bàng quang đôi, hình ảnh vách ngăn bàng quang, có thể có vách ngăn hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, và có thể có một lỗ niệu quản. Bất thường tiếp theo có thể gặp đó là nang niệu rốn, là tổn thương dạng nang nằm ở giữa bàng quang và rốn. Bất thường tiếp theo có thể gặp đó là bàng quang to bẩm sinh. Bất thường thoát vị bàng quang, bàng quang có thể thoát vị qua ống bẹn. Và bất thường cuối cùng đó là xa bàng quang, cổ bàng quang sẽ có dấu hiệu xa thấp khi gắng sức. Đây là hình ảnh minh họa một túi thừa bàng quang trên phim chụp bàng quang ngược dòng. Chúng ta thấy đó là hình cộng bờ nhẵn đều nằm ngoài bàng quang. Khi gặp túi thừa bàng quang, chúng ta cần mô tả kích thước của túi thừa cũng như kích thước của cổ túi thừa và đặc điểm của túi thừa có ứ đọng sỏi ở bên trong hay không. Đây là hình ảnh túi thừa bàng quang trên siêu âm. Chúng ta nhìn thấy đó là hình túi dịch chống âm tương tự dịch nước tiểu và có đường thông rõ với bàng quang. Trong trường hợp này, cổ của túi thừa là hẹp và dịch nước tiểu trong, không có sỏi bên trong túi thừa. Đây là phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị của một bệnh nhân có hình ảnh bàng quang to. Chúng ta thấy hình ảnh bàng quang to đó là hình ảnh một khối mờ lớn nằm ở phần thấp của bụng và vượt qua tiểu khung nằm ở một phần tầng giữa ổ bụng. Cũng bệnh nhân này, sau khi tiến hành chụp bàng quang ngược dòng thì chúng ta thấy tổn thương khối mờ đó chính là hình ảnh của bàng quang. Chúng ta đến phần tiếp theo trong bệnh lý của bàng quang, đó là hội chứng ứ đọng nước tiểu. Nguồn gốc là do rối loạn chức năng bài xuất của nước tiểu ra khỏi bàng quang. Nguyên nhân có thể gặp hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là các tổn thương ở van niệu đạo, sơ hóa cổ bàng quang hay u bàng quang tiền liệt tuyến, tức là những tổn thương thực thể gây cản trở đường ra của niệu đạo. Và trong trường hợp này, người ta gọi bàng quang này là bàng quang tăng thúc tính. Trường hợp thứ hai là có tổn thương rối loạn chức năng của cơ thắt cổ bàng quang do sau chấn thương, do u tủy, do tổn thương của thần kinh ngoại biên. Trong trường hợp này, người ta sẽ gọi hội chứng ứ đọng nước tiểu gây nên hình ảnh bàng quang thần kinh. Về mặt hình ảnh của hội chứng ứ đọng nước tiểu, chúng ta đều thấy hình ảnh đó là tồn dư nước tiểu sau khi đi tiểu. Thứ hai là kích thước bàng quang thường là to và hình thái thì biến dạng, có hình ảnh phì đại các cột cơ thành bàng quang, niêm mạc của bàng quang phì đại giữa các cột cơ tạo thành các hình giả túi thừa và có thể có sỏi do ứ đọng nằm trong các hình giả túi thừa hoặc trong bàng quang. Và hậu quả nếu tình trạng này kéo dài sẽ có hiện tượng trào ngược bàng quang niệu quản. Đây là hình ảnh minh họa hội chứng ứ đọng nước tiểu. Chúng ta nhận thấy bàng quang có hình ảnh thành dày không đều, tạo thành các trụ cơ, giữa các trụ cơ là các hốc. Một số hốc sẽ tạo thành hình giả túi thừa. Đây là hình ảnh của hội chứng ứ đọng nước tiểu trên UIV ở thì bài xuất. Chúng ta thấy hình ảnh bàng quang to, bờ không đều, có các hình giả túi thừa. Đó chính là các hình hốc nằm giữa các trụ cơ tạo thành các hình cộng giả ở thành của bàng quang. Thành của bàng quang sẽ nham nhở không đều. Và trong trường hợp này, chúng ta thấy có kết hợp theo hình ảnh của ứ nước, đài bể thận và niệu quản bên trái. Chúng ta sang bệnh lý tiếp theo, đó là trào ngược bàng quang niệu quản. Phần này mời các bạn tham khảo thêm trong bài dị tật hệ tiết niệu. Ở đây tôi xin giới thiệu một số đặc điểm khác, đó là chẩn đoán trào ngược bàng quang niệu quản ngược dòng có thể dựa vào chụp bàng quang ngược dòng có bơm thuốc cản quang ở bàng quang.
Xin bắt đầu lại slide này. Tiếp theo, tôi xin được trình bày bệnh lý trào ngược bàng quang niệu quản. Phần này mời các bạn tham khảo thêm trong bài dị tật hệ tiết niệu. Trong bài này, tôi xin giới thiệu thêm một số nội dung có liên quan. Thứ nhất, tôi xin khẳng định lại chẩn đoán trào ngược bàng quang niệu quản chủ yếu dựa vào chụp bàng quang ngược dòng có bơm thuốc cản quang vào bàng quang. Vì hình ảnh trên siêu âm là không đặc hiệu, chúng ta có thể thấy các dấu hiệu trực tiếp của dòng trào ngược, tuy nhiên hiếm, đó là sử dụng Doppler để tìm kiếm dòng trào ngược niệu quản. Dấu hiệu gián tiếp chúng ta có thể gặp đó là dấu hiệu thận niệu quản cùng bên giãn và độ dày của nhu mô thận sẽ giảm, có thể kèm theo dấu hiệu dày thành của bể thận niệu quản do tình trạng viêm thận bể thận ngược dòng, và bàng quang có thể có dấu hiệu của tăng thúc tính. Đây là hình ảnh minh họa sử dụng Doppler để đánh giá dòng trào ngược của niệu quản trong hội chứng trào ngược bàng quang niệu quản. Chúng ta thấy trong trường hợp thứ nhất, dòng nước tiểu đi theo hướng bình thường từ trên xuống dưới có màu xanh. Trong trường hợp thứ hai, khi bệnh nhân dặn gắng sức thì có hiện tượng dòng nước tiểu trào ngược từ bàng quang đi qua niệu quản lên phía trên và có màu đỏ. Còn đây là phim chụp bàng quang ngược dòng. Chúng ta thấy khi bơm thuốc vào đầy bàng quang, bình thường thuốc sẽ không trào ngược vào niệu quản, hoặc có thể có những dòng trào ngược rất ngắn khi bệnh nhân đi tiểu. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta thấy có dấu hiệu trào ngược bàng quang niệu quản hai bên, bên phải trào ngược độ 1 và bên trái trào ngược độ 3-4. Thuốc đã trào ngược lên đến tận bể thận và bể thận giãn to, hình cầu, niệu quản cũng giãn to, gấp khúc ngoằn ngoèo. Tiếp theo tôi xin được trình bày phần bệnh lý sỏi bàng quang. Phần này cũng mời các bạn tham khảo thêm ở phần sỏi hệ tiết niệu. Tôi chỉ xin nêu thêm một số chú ý khác, đó là sỏi bàng quang có thể nguyên phát do ứ đọng nước tiểu lâu ngày hoặc viêm nhiễm ở bàng quang, hoặc có thể thứ phát sau những sỏi của đường tiết niệu cao rơi xuống. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh có thể được sử dụng đó là trên X-quang, UIV, siêu âm và cắt lớp vi tính như đã trình bày ở bài sỏi hệ tiết niệu. Trên UIV chúng ta cần chú ý phân biệt một số trường hợp u bàng quang có thể kèm theo có vôi hóa ở bờ. Thì trong trường hợp này, u bàng quang thường có bờ không đều, và tính chất quan trọng nhất đó là u bàng quang không có tính chất di động như sỏi bàng quang. Cục máu trong bàng quang thì chúng ta có thể đánh giá bằng siêu âm, thì cấu trúc thường ít âm hơn và biến dạng khi di chuyển hoặc khi đè ép hoặc sau khi đi tiểu, và không bao giờ có bóng cản kèm theo. Đây là hình ảnh của sỏi bàng quang trên siêu âm. Chúng ta thấy đó là hình tăng âm rất mạnh kèm bóng cản rõ nằm trong bàng quang. Đây là hình ảnh khác, một sỏi bàng quang rất lớn nằm chiếm gần như toàn bộ bàng quang. Đây là trường hợp sỏi bàng quang khi thay đổi tư thế, chúng ta thấy sỏi có thể lăn từ bên phải sang bên trái. Đặc điểm này rất quan trọng để chẩn đoán phân biệt sỏi với những u bàng quang có vôi hóa. Đây là trường hợp sỏi ít cản quang trên phim chụp UIV ở thì bài xuất. Chúng ta nhận thấy trong bàng quang đầy thuốc, có hình hai hình khuyết sáng, bờ tương đối nhẵn đều. Xin bắt đầu lại slide này. Và đây là hình ảnh sỏi cản bàng quang. Xin bắt đầu lại slide này. Và đây là hình ảnh sỏi ít cản quang trong bàng quang trên phim chụp bàng quang ngược dòng. Chúng ta thấy bàng quang đã đầy thuốc và xuất hiện hai hình khuyết sáng, bờ tương đối nhẵn đều nằm trong lòng bàng quang và có nước tiểu bao bọc xung quanh. Đây chính là hình ảnh hai sỏi ít cản quang trong bàng quang. Tiếp theo, tôi xin được trình bày phần chấn thương bàng quang. Bàng quang có thể bị tổn thương trong chấn thương vùng hạ vị, vùng tiểu khung,
thường kết hợp với bệnh cảnh của vỡ xương chậu. Trong một số trường hợp chấn thương bàng quang kèm vết thương hở, chúng ta có thể thấy hình ảnh khí tập trung vào vùng cao nằm ở trong bàng quang. Các tổn thương bàng quang có thể gặp trong chấn thương bụng kín, đó là tổn thương đụng dập làm dày khư trú thành bàng quang, có thể vỡ bàng quang làm mất tính liên tục của thành bàng quang. Có thể có hình ảnh máu tụ ở khoang dưới phúc mạc và quanh bàng quang trong trường hợp vỡ bàng quang ngoài phúc mạc, hoặc trường hợp tràn máu, tràn nước tiểu trong ổ bụng đối với trường hợp vỡ bàng quang trong phúc mạc. Đây là hình ảnh một chấn thương bàng quang trên phim chụp UV. Chúng ta thấy hình ảnh bàng quang căng đầy thuốc. Nhưng đồng thời, ngoài bàng quang chúng ta cũng thấy có hình ảnh thuốc cản quang thoát ra nằm ở khoang dưới phúc mạc. Đây là trường hợp chấn thương bàng quang dưới phúc mạc. Đồng thời chúng ta có thể quan sát thấy hình ảnh chấn thương của khung chậu với hình ảnh vỡ của ngành chậu mu hai bên. Đây là hình ảnh chấn thương bàng quang trên cắt lớp vi tính. Chúng ta thấy hình ảnh bàng quang xung quanh có rất nhiều dịch. Sau khi bơm thuốc vào trong bàng quang qua sông niệu đạo, chúng ta thấy có hình ảnh thoát thuốc ra khỏi khoang dưới phúc mạc. Và các bạn lưu ý hình ảnh thuốc cản quang ở khoang dưới phúc mạc khi thoát ra sẽ tạo thành hình chữ U ngược nằm ôm quanh bàng quang, và người ta gọi đây là dấu hiệu hình chân răng. Tiếp theo tôi xin được trình bày phần viêm bàng quang về nguyên nhân có thể do nhiễm khuẩn hoặc không, và thường là thứ phát sau những ứ đọng nước tiểu. Nguyên nhân về các ứ đọng nước tiểu có thể gặp đó là hẹp niệu đạo, u bàng quang, sỏi bàng quang, máu cục, lao bàng quang, bệnh nhân có thai, viêm bàng quang thần kinh hoặc là bàng quang sau xạ trị. Các nguyên nhân khác có thể gặp đó là sau dẫn lưu bàng quang, dò sinh dục, tiết niệu, tình trạng vệ sinh của bệnh nhân kém, bệnh cảnh của suy giảm miễn dịch do đái đường, do sau phẫu thuật. Về dấu hiệu hình ảnh thì viêm bàng quang ở giai đoạn sớm thường thấy bàng quang bình thường, ở giai đoạn muộn có thể thấy hình ảnh dày thành bàng quang, bề mặt của bàng quang giai đoạn đầu đều, giai đoạn sau có thể không đều. Khi viêm nặng có thể tạo ra các hình hốc, hình cột trụ, tạo thành các hình giả túi thừa. Nước tiểu trong bàng quang có thể không trong và có nhiều lắng cặn. Đây là hình ảnh siêu âm của một viêm dày thành bàng quang. Chúng ta nhận thấy thành bàng quang trong trường hợp này dày, tương đối đều toàn bộ bàng quang. Các bạn lưu ý, bàng quang chỉ được đánh giá là dày thành khi bàng quang căng nước tiểu và chúng ta đo được khoảng dày. Xin bắt đầu lại slide này. Đây là hình ảnh siêu âm của một viêm bàng quang. Thành bàng quang chúng ta nhận thấy dày lên tương đối đều toàn bộ bàng quang. Các bạn cần lưu ý, dày thành bàng quang được chẩn đoán khi trên siêu âm chúng ta phải đo khi bàng quang căng nước tiểu, và khoảng dày của bàng quang là phải trên 6 mm. Trong trường hợp thứ hai, chúng ta thấy hình ảnh dày thành bàng quang không đều, có hình các hình trụ và hình giả hốc tương tự một bàng quang tăng thúc tính, và nước tiểu bên trong không trong, có các cấu trúc vẩn âm. Đây cũng là bệnh cảnh của viêm bàng quang trên siêu âm. Trường hợp tiếp theo cũng tương tự với rất nhiều hình trụ và giả hốc. Tiếp theo tôi xin được trình bày phần bệnh lý u bàng quang. Thì u bàng quang được phân chia dựa vào nguồn gốc tế bào tạo thành tổn thương u, gồm có carcinom tế bào vẩy thường hiếm gặp dưới 5% và hay gặp trong bệnh cảnh của viêm bàng quang mãn tính. Thứ hai là carcinom urothelial, tức là ung thư biểu mô tế bào đường niệu, gồm các thể, thể nhú, thể thâm nhiễm, thể tổn thương đa vị trí, thể trong túi thừa. Đây là loại
u bàng quang hay gặp nhất. Thể nhú thì tiến triển thường chậm, tiên lượng tốt. Thể thâm nhiễm thì hay gặp ở vùng đáy bàng quang và tiên lượng xấu. Và chúng ta hay gặp tổn thương ở nhiều vị trí trong bàng quang hoặc là trong bàng quang kèm theo ở niệu quản và đài bể thận. Thể trong túi thừa chiếm khoảng 4%. Các ung thư biểu mô đường niệu thì thường di căn sớm, nhiều ổ. Có thể có di căn hạch, vị trí tiểu khung, hạch cạnh động mạch chủ và có thể di căn xa như gan, phổi và xương. Ngoài ra còn có thể gặp các u bàng quang hiếm hơn, đó là u cơ trơn, thường có thể có vôi hóa hay hoại tử, sắc côm cơ vân, thường gặp ở trẻ em, tổn thương là dạng khối tròn đơn độc. U tế bào đa hình chiếm khoảng 0,5% các u bàng quang. Lymphom bàng quang là một tổn thương hiếm gặp, thường gây dày thành khư trú bàng quang. Một số tổn thương hiếm khác như u máu hoặc u mỡ bàng quang. Một tổn thương dạng giả u khác có thể nằm ở trong bàng quang, đó là lạc nội mạc tử cung trong thành bàng quang, tạo thành tổn thương dạng nang dịch, có thể có cấu trúc dạng đặc hoặc là sơ hóa, có thể cạnh bàng quang, có thể xâm lấn lồi vào trong lòng bàng quang. Và bệnh cảnh thường sẽ bệnh nhân sẽ có đau theo chu kỳ kinh nguyệt, có thể có đái máu theo chu kỳ kinh nguyệt. Về hình ảnh của u bàng quang trên các phim chụp niệu đồ tĩnh mạch và chụp bàng quang, đối với thể u nhú, khi bàng quang đầy thuốc, chúng ta sẽ thấy hình ảnh hình khuyết ở bờ của bàng quang và thường là hình khuyết bờ không đều. Thể tâm nhiễm biểu hiện bởi hình cứng không thay đổi trên các phim chụp. Phim UV còn có giá trị đánh giá xem tổn thương có xâm lấn vào lỗ niệu quản hay không. Đánh giá bằng cách xác định có dấu hiệu ứ nước thận kèm theo hay không, và UV còn có khả năng đánh giá được chức năng của thận. Đây là hình ảnh minh họa cho một số hình khuyết của u bàng quang và các hình khuyết khác. Trong trường hợp thứ nhất, đó là hình ảnh hình khuyết do u ở vị trí vòm bàng quang, nhưng trong trường hợp này u chưa xâm lấn vào lỗ niệu quản. Trong trường hợp thứ hai là u lớn của bàng quang đã xâm lấn vào lỗ của niệu quản và chúng ta thấy có kèm theo hình ảnh của ứ nước đài bể thận. Các trường hợp thứ ba và thứ tư là các tổn thương ở ngoài bàng quang, đá và lòng bàng quang. Trong trường hợp thứ tư có thể là một tổn thương phì đại lành tính của tiền liệt tuyến đẩy lồi vào trong lòng bàng quang, gây ra bàng quang tăng thúc tính. Đây là hình ảnh cụ thể của u bàng quang trên phim chụp bàng quang ngược dòng. Khi bàng quang đầy thuốc, chúng ta nhìn thấy có hình khuyết sáng nằm trong lòng bàng quang, bờ nham nhở không đều. Siêu âm thì có vai trò vừa là phát hiện vừa là theo dõi tiến triển của tổn thương u bàng quang. Về mặt hình ảnh, u bàng quang là một nụ tổ chức sùi vào trong lòng bàng quang, không di động, không có móng cản. Một số u bàng quang có vôi hóa trong khối và thường là vôi hóa ở bờ tự do. Tổn thương u bàng quang thể thâm nhiễm thường khó phát hiện trên siêu âm, biểu hiện bằng hình ảnh dày khư trú của một thành bàng quang. Siêu âm còn có vai trò đánh giá xâm lấn của u ở thành bàng quang và tổn thương hạch, di căn. Trên siêu âm cần chẩn đoán phân biệt u bàng quang với các cục máu đông và sỏi bàng quang thì chủ yếu dựa vào tính chất không di động và không kèm bóng quảng của tổn thương u. Và đôi khi thì khó phân biệt u bàng quang thực sự với các u vùng tiểu khung, nhất là u của tiền liệt tuyến mà xâm lấn vào bàng quang. Đây là hình ảnh siêu âm của u bàng quang. Chúng ta nhận thấy hình ảnh u là cấu trúc, tổ chức, đặc, có diện bám vào thành bàng quang tương đối dài, bờ tự do nham nhở không đều. Và trên siêu âm Doppler màu thì tổn thương có tăng tưới máu phía trung tâm. Đây cũng là hình ảnh tương tự trên siêu âm của một u bàng quang có bờ tự do nham nhở không đều và rất giàu mạch ở phía trung tâm của u. Chụp cắt lớp vi tính thì tổn thương u bàng quang là hình ảnh khối sùi, có thể có vôi hóa và thường là bắt thuốc mạnh sau tiêm.
U có thể ở dạng thể thâm nhiễm, là hình ảnh các mảng cứng, đoạn cứng ở thành bàng quang và có bắt thuốc bất thường. U ở các vị trí thành bên và thành sau, trên, tam giác bàng quang, thường rõ hơn là các u ở vùng vòm và vùng đáy bàng quang. Vai trò của chụp cắt lớp vi tính có giá trị cao trong đánh giá tình trạng thâm nhiễm của u vào lớp mỡ quanh bàng quang, tiếp giáp với tổn thương u. Chụp cắt lớp vi tính rất có giá trị để đánh giá xâm lấn tại chỗ của u qua thành bàng quang, vào niệu quản, vào túi tinh, vào tiền liệt tuyến, vào ống tiêu hóa, vào các tạng sinh dục của nữ, vào thành của chậu hông và có vai trò rất lớn trong đánh giá hạch ở vùng tiểu khung. Chụp cộng hưởng từ trong đánh giá u bàng quang thì các dấu hiệu và các giá trị cũng tương tự như chụp cắt lớp vi tính, tuy nhiên ít được sử dụng do giá thành cao và khả năng tiếp cận của cộng hưởng từ vẫn chưa cao ở các tuyến y tế. Đây là hình ảnh u bàng quang trên cắt lớp vi tính. Chúng ta thấy tổn thương là cấu trúc tổ chức đặc, đậm độ tổ chức, có bờ tự do, không đều. Trong trường hợp này có diện bám rộng ở thành bàng quang. Trên cắt lớp vi tính chúng ta cũng đánh giá được tổn thương xâm lấn qua thành bàng quang vào lớp mỡ quanh bàng quang. Trong trường hợp này chúng ta cũng nhận thấy tổn thương bàng quang có thể ở dạng nhiều khối. Dựa trên cắt lớp vi tính, chúng ta có thể phân giai đoạn của ung thư bàng quang theo phân loại TNM. T là tổn thương khối u tại chỗ. TIS là tổn thương ung thư vẫn ở giai đoạn tại chỗ. TA là tổn thương ung thư khu trú ở lớp niêm mạc. T1 là giai đoạn u thâm nhiễm vào dưới màng đáy của niêm mạc. T2 là tổn thương u thâm nhiễm vào lớp cơ nông. T3A là tổn thương u thâm nhiễm vào lớp cơ sâu. T3B là tổn thương thâm nhiễm vào lớp mỡ quanh bàng quang. T4 là tổn thương u thâm nhiễm vào các tạng lân cận. Và T4B là tổn thương đã lan rộng tới thành của tiểu khung. Thì trong đó cắt lớp vi tính có vai trò rất lớn để phân đoạn những trường hợp u ở dưới giai đoạn T3 và những trường hợp ở giai đoạn từ T3 trở lên, do cắt lớp vi tính có khả năng đánh giá chính xác mức độ thâm nhiễm của khối u vào lớp mỡ quanh bàng quang. Về đánh giá di căn hạch, được phân loại N0 là không có di căn hạch, N1 là có thâm nhiễm một hạch chậu trong hay chậu ngoài cùng bên, N2 là thâm nhiễm hạch chậu trong, chậu ngoài đối diện, hai bên hoặc là có nhiều hạch, N3 là hạch chậu trong nhiều và dính thành khối, N4 là hạch của chậu gốc, hạch bẹn và hạch cạnh động mạch chủ bụng. Về M có nghĩa là di căn xa, thì M0 là chưa có di căn và M1 là có di căn. Bài giảng về các bệnh lý hay gặp của u bàng quang đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.